chương trình Cơ hội đổi đời. Và hiện nay thì Hồng Sơn đang có mặt tại Cần Thơ cùng với những khách mời như nghệ sĩ Kim Thành Long hay nghệ sĩ Cát Phượng. Bên cạnh đó, Hồng Sơn cũng rất là vui, cũng như lần đầu tiên được gặp MC Đại Nghĩa cũng như chị Việt Hương, là những cái danh hài, những diễn viên mà Hồng Sơn đã ngưỡng mộ từ lâu trên màn ảnh. Đây cũng là một cái rất nhiều người nếu mua và
cái sinh nhật đều được có cái sự tiếp đón cũng như là gợi nhớ lại những cái kỷ niệm mà khi học sinh còn là cầu thủ. Và cũng đặc biệt để cảm ơn đến tất cả các bạn đã rất nhớ và rất yêu quý dành cho chúng tôi. Chia sẻ với những cái khó khăn cũng như là cái thiệt thòi mà đặc biệt là thể thao về nữ nói chung và bóng đá nữ nói riêng thì đó rất là có sự chia sẻ. Thực ra thì tất cả những cái chương trình Cơ hội đổi đời và sẽ phát sóng vào lúc 20:30 vào tối thứ ba hàng tuần.